Cuộc sống hiện tại của Hoa hậu Hồng Kông Trần Pháp Dung Trần Pháp Dung là một trong những nàng hậu nổi tiếng nhất Hồng Kông. Cô sở hữu vẻ ngoài sắc sảo và rạng rỡ khiến khán giả có cảm tính ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khoảng thời gian còn trẻ người đẹp có sự nghiệp thành công trên màn ảnh TVB. Nhưng sau đó không lâu, cô vướng vào rất nhiều ồn ào chuyện tình cảm. Năm 1989, cái tên Trần Pháp Dung bắt đầu được khán giả biết đến khi cô giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông không lâu sau, người đẹp gia nhập tiền ảnh TVB rồi trở thành gương mặt được yêu thích. Cô tham gia diễn xuất hàng loạt dự án đình đám lúc bấy giờ như Hồ sơ trinh sát 3, lực lượng chống lừa đảo, đội điều tra liêm chính, tiểu bảo và khang hy hay thủy nguyệt đồng thiên. Thế nhưng, khi đang trên đà phát triển sự nghiệp Trần Pháp Dung bất ngờ rời khỏi giới giải trí vì lý do sức khỏe. Bốn năm sau, cô trở lại showbiz và tiếp tục duy trì hoạt động diễn xuất của mình. Dù đã có thời gian mất hút nhưng sau khi trở lại, người đẹp sinh năm 1966 vẫn nhận được sự yêu mến của khán giả và đồng nghiệp. Từng có lúc, một năm cô tham gia đóng đến 8 bộ phim. Sau nhiều năm nỗ lực hoạt động nghệ thuật, sức khỏe của cô có dấu hiệu đi xuống. Trong một lần tham gia chương trình truyền hình, cô từng chia sẻ rằng giả dài mình thường bị trào ngược mỗi khi đi đóng phim. Đó là lý do người đẹp quyết định giảm tần suất hoạt động sâu biết lại. Thế nên, những năm gần đây khán giả ít được thấy Trần Pháp Dung xuất hiện trên màn ảnh. So với sự nghiệp, truyền tình cảm của nữ diễn viên có phần gian truân hơn nhiều. Khi còn trẻ cô từng có mối tình, gây ồn ào với công tử Đào Hoa, nghề chấn. Thời điểm đang qua lại với Trần Pháp Dung, người này lại còn có mối quan hệ với người phụ nữ khác. Sau khi biết bản thân bị lừa dối, cô đã quyết tâm cắt đứt tình cảm với nghề chấn. Hai cuộc tình sau đó của Trần Pháp Dung cũng không mang lại cho cô cái kết viên mãn từ mối tình trong vánh nửa năm với đại gia hứa tấn thanh đến truyền tình đũa lệch cùng bản diễn dương tuấn nghỉ đều tan vỡ đến tuổi 41 người đẹp xa vào lưới tình của doanh nhân chu minh vẫn tưởng đây sẽ là người đàn ông mang đến hạnh phúc suốt đời cho cô nhưng chu minh lại là một người nợ nần trồng chất theo đó người này nợ ngân hàng đến 60 triệu đô la và chuyên đi lừa dối tình cảm của các cô gái khi bị bại lộ thân phận chu minh cầm hết số tiền của trần pháp dung bỏ trốn rồi để lại cho cô một khoản nở lớn. Sự việc trên đã hưởng khá nhiều đến danh tiếng của cô khiến cô rơi vào trạng thái muốn từ bỏ cuộc sống. Sau khi trải qua nhiều mối tình không trọn vẹn, Trần Pháp Dung gần như không muốn bắt đầu thêm một mối quan hệ nào nữa. Hiện tại cô dành thời gian cho gia đình, bạn bè và đi du lịch. Ở tuổi 54, người đẹp tìm thấy niềm vui bên chó mèo. Cô từng bị bắt gặp ở công viên khi đi dạo cùng thú nuôi của mình hàng tuần. Dù vẫn lẻ bóng nhưng Trần Pháp Dung hiện tại đang cho thấy trạng thái tinh thần vô cùng thoải mái. Những khi rảnh rỗi, cô cũng tụ tập cùng nhiều đồng nghiệp thân thiết như Chu Ân, Thái Thiếu Phân hay Hồng Hân. Ngoài ra, nhan sắc của cô cũng khiến dân tình mê mẩn vì vẫn luôn sảng sỡ và thu hút như thời còn trẻ.